1 wa n 2 de wa arimasen hoặc là cha arimasen. Thế nào? Thì tương tự như câu khẳng định khi nãy. Câu khẳng định khi nãy mình có cấu trúc là gì nhỉ? N1 qua N2 des. Bây giờ từ des nó được thay thế bởi hai từ này rồi, từ cha arimasen và de wa arimasen rồi. Cho nên mình suy ra hai từ này chính là phủ định của động từ des. Hai từ này chính là phủ định của động từ des. Và từ cha arimasen là văn nói và từ de wa arimasen là văn viết. Từ de wa đọc là de wa, không đọc là ha các bạn hề. Rồi, thì mình có ý nghĩa của câu này sẽ là N1 không phải là N2. Tương tự như câu khẳng định thôi, nếu kết thúc bằng des thì là, thì N1 là N2. Bây giờ nó phủ định đi, nó phủ định đi thì có nghĩa là không phải là thôi. N1 không phải là N2. Rồi, mình có ví dụ đây là gì nhỉ? Tôi, watashi, được chưa? Kaisai là gì? Là nhân viên công ty đúng không nào? Rồi, phủ định đi. Watashi wa kaisai cha arimasen. Watashi wa kaisai de wa arimasen. Mình dịch từ sau ra trước, chủ ngữ là tôi. Tôi không phải là nhân viên công ty. Nếu là tôi phải là thì kết thúc là bằng des, không phải là thì kết thúc bằng cha arimasen, rất là dễ. Tương tự. Mira-san wa kankokujin cha arimasen. Mira-san wa kankokujin de wa arimasen. Tôi chủ ngữ là Mira-san đúng không nào? Mira-san thì sẽ là anh Mira, không phải là người Hàn Quốc. Anh Mira không phải là người Hàn Quốc, rất là dễ đúng không nào? Rồi, mình đi vào luyện tập ha. Mình có luyện tập ở đây là gì? Tôi không phải là bác sĩ. Chủ ngữ là gì các bạn? Chủ ngữ là tôi, watashi. Không phải là động từ này mình học rồi, tức là cha arimasen hoặc là dewa arimasen. Bác sĩ là gì nhỉ? Isa. Rồi, câu này mình ghép vào là chủ ngữ trước. Watashi wa isa dewa arimasen. Watashi wa isa cha arimasen. Rất là dễ đúng không nào? Rồi, tiếp theo này bạn có câu là gì nhỉ? Chị Linh không phải là nhân viên ngân hàng. Chị Linh không phải là nhân viên ngân hàng. Chị Linh là Linh Sàng và nhân viên ngân hàng là Ginkoin. Rồi, mình ghép câu vào là gì nhỉ? Linh Sàng, chủ ngữ sau chủ ngữ là và Linh Sàng và Ginkoin không phải là động từ đưa ra cuối câu. Linh Sàng và Ginkoin cha arimasen. Được chưa nào? Rồi, trên đây là hai mẫu câu các bạn đã học là câu khẳng định và câu phủ định. Cô xin nhắc lại là câu khẳng định thì kết thúc câu là động từ des và câu phủ định thì mình động từ cuối câu không còn là từ des nữa mà là từ cha arimasen hoặc là dewa arimasen. Được chưa nào? Rất là đơn giản.